anh em hay mua những cái dán chống trước như này đúng không anh em? Đây, và cái hệ quả anh em bóc ra là nó để lại như nào? Khi anh em bóc ra keo sẽ để đây này, và dán thì nó cũng chả ăn đấy. Rửa thì anh em biết là sao nó không ăn không? Anh em phải để ý là cái ngoài này anh em hay rất hay rửa xe, thì bình thường rửa xe thì xịt nó sẽ ướt vào đây, và ướt đây thì cái keo này sẽ nhả ra nhá, và nó sẽ không bám được vào trong cái lớp bề mặt sơn nữa. Đây anh em có thể thấy đây, đấy bóc ra này, xong bây giờ đến lúc đi vệ sinh rất là khổ này, keo dính đầy vơi bết vào đây này. Đây là cái trường tình trạng này, đây là anh em còn bóc đi sớm nhé, nếu mà anh em bóc đi muộn nữa nó ăn vào đây ố hết bề mặt sơn anh em nhá. Thế cái giải pháp là để làm sao mà dán để bảo vệ được cái bề mặt sơn này mà vẫn trông vẫn thẩm mỹ cho anh em? Đơn giản đây, anh em có thể nhìn thấy như cái hõm này thì được có những miếng PVF như này, nó để dán để mà bảo vệ bề mặt sơn đúng không? Thì dán những cái chi tiết này nó em sẽ có nguyên một cái cuộn PVF như này cho anh em này để mà dán anh em nhá. Đây đây là cái PVF như này, PVF nó là ni lông trong như này, nhưng mà cái này là PVF phục hồi vết xước và nó sẽ dán để bảo vệ cái bề mặt sơn đấy cho anh em đấy. Và con này xước nhẹ thì nó sẽ tự động phục hồi cho anh em nhá. Đấy, còn anh em mà chưa biết dán cái bảo vệ nội thất ở đâu này, trang trí nội thất này, và dán PVF ngoài xe, PVF nội thất này trong xe này, thì anh em hãy đến với Akala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên nha. Bên em vẫn đang thi công rất là nhiều cái dịch vụ mà chống xước hoặc là phim cách nhiệt cho anh em nhé. Cảm ơn anh em.